Hello, xin chào mọi người. Tiếp tục với chuỗi series hướng dẫn về phần mềm Simple Facebook, thì video này em sẽ hướng dẫn mọi người cách để hủy lưu mời kết bạn khi đã full 1.000 lượt. Thì mọi người theo dõi như sau. Thì đầu tiên mọi người bật phần mềm Simple Facebook lên và chọn cái tài khoản cần để hủy lời mời. Ok. Ok, trong cái mục cá nhân này thì mọi người chọn là danh sách lời mời đã gửi, tức là những đối tượng mà mình đã gửi lời mời kết bạn rồi mà người ta chưa đồng ý thì nó sẽ vào danh sách này, và Facebook nó sẽ giới hạn là 1.000 lượt. Thì ví dụ hôm nay mình gửi lời mời kết bạn đến 1.000 lượt và ngày hôm sau mình vô check thì có khoảng được 100-200 người kết bạn, thì nó sẽ còn 700-800 người đó, thì mình sẽ hủy danh sách này, sau đó mình lại gửi ra lại được 1.000 lời mời. Ok, chờ một xíu thì nó sẽ load xong. Thì sau khi load xong á, thì mọi người có thể thấy được cái danh sách này là danh sách những đối tượng mà mình đã gửi lời mời mà người ta chưa chấp nhận kết bạn. Thì mình sẽ ở phía góc này sẽ có một cái tính năng là xóa lời mời. Mình bắt đầu thì chờ phần mềm chạy xong thì mình sẽ xong cái thao tác này. Ok, xóa yêu cầu thành công này, mọi người có thể thấy. Thì chờ phần mềm chạy xong thì mình sẽ kết bạn với một cái tệp mới. Ok, như vậy là em đã hướng dẫn mọi người xong cái tính năng là xóa lời mời kết bạn với những cái đối tượng mà kết bạn mà không đồng ý và kết nối những cái tệp mới. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Thì mọi thắc mắc mọi người có thể comment ở phía dưới, bên em sẽ hỗ trợ.